Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin một thiết bị giống máy bay không người lái của Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Ngãi. Vào ngày 16 tháng 12, trên truyền thông tiếng Việt loan tin Quảng Ngãi thiết bị giống máy bay không người lái có chữ Trung Quốc dạt vào bờ. Thông tin cho biết, trong lúc khai thác hải sản, một người dân ở Quảng Ngãi phát hiện vật thể lạ hình dáng như máy bay không người lái có chữ Trung Quốc trôi dạt vào vùng biển Tịnh Kỳ. Thông tin nhà nước cũng cho hay đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi đang phối hợp với quân sự địa phương để kiểm tra sơ bộ vật thể lạ trôi vào khu vực bãi biển thuộc thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Cũng theo đồn biên phòng này, vật thể này được ông Trần Thanh, 65 tuổi, người địa phương phát hiện khi đang thả lưới ở bờ biển. Sau khi đưa về, ông Thanh nhận thấy thiết kế và trọng lượng bất thường nên báo cáo cho biên phòng. Bản tin được truyền thông quốc tế miêu tả. Cũng theo thông tin cho biết, do trôi dạt ở dưới nước thời gian dài, một số chi tiết thiết bị trên vật thể đã biến dạng, nên hiện nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác nhận được và đánh giá cụ thể. Tuy nhiên, theo đại diện đồn biên phòng, vật thể có hình dạng như chiếc thiết bị bay không người lái, dài khoảng 3 mét, đường kính 30 cm, ở giữa thân có hai cánh, mỗi cánh dài khoảng 65 cm, phần đầu đuôi có gắn cánh quạt và in nhiều chữ số ký tự bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Nội dung dòng chữ thể hiện đây là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ hàng không thông minh Thẩm Quyến Đào Thống, đã qua kiểm định chất lượng. Vẫn theo thông tin cho biết, đồn biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ đã thu nhận thiết bị này và báo lên cấp trên để phối hợp với lực lượng chức năng xác định nguồn gốc. Thông tin cho biết thêm, vào những tháng cuối năm 2020, lực lượng biên phòng hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi cũng đã liên tục phát hiện nhiều vật thể lớn có ký tự chữ Trung Quốc bị sóng lớn đánh dạt vào bờ biển Việt Nam. Thiết bị có hình chữ Trung Quốc được thu giữ tại Quảng Ngãi. Bộ đội biên phòng Quảng Nam lúc đấy giờ xác định các vật thể dạt vào bờ biển trông giống như bồn kim loại, trên thân bồn có các ký tự và nhiều chữ Trung Quốc. Không chỉ phát hiện những vật thể như chiếc bồn, tại Quảng Ngãi còn phát hiện những vật thể lạ, trụ, có thiết bị định vị dạt vào bờ biển. Sự việc này đã khiến một số người liên tưởng đến việc kinh khí cầu Trung Quốc xâm phạm vào không phận Bắc Mỹ vào đầu năm nay, cũng gây ra làn sóng phản đối dữ dội. Theo đó, quân đội Mỹ và Canada đã khẳng định, từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2, một kinh khí cầu tầm cao là thiết bị do thám của Trung Quốc đã hoạt động trên bầu trời miền Tây Canada và Hoa Kỳ. Trong khi chính phủ Trung Quốc nói rằng nó là một phi thuyền dân sự được sử dụng chủ yếu cho nghiên cứu khí tượng đã bị lệch hướng do gió. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng quỹ đạo của khí cầu và đặc điểm của cấu trúc của nó khác với bong bóng thám không thường được sử dụng để nghiên cứu khí tượng. Người Mỹ đã cho rằng có cả một phi đội kinh khí cầu của Trung Quốc do thám trên toàn thế giới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng khí cầu có khả năng định vị các thiết bị liên lạc điện tử, bao gồm điện thoại di động và radio, và nói rằng những máy bay trinh sát của Mỹ được triển khai để theo dõi kinh khí cầu đã tiết lộ rằng khí cầu này mang theo anten và các thiết bị khác, rõ ràng để do thám tình báo không nhất quán với các thiết bị trên kinh khí cầu thời tiết. Vào ngày 4 tháng 2, không quân Mỹ đã bắn hạ quả kinh khí cầu này trên lãnh hải của ngoài khơi biển tiểu bang California, theo lệnh của Tổng thống Mỹ Biden. Các mảnh vỡ từ kinh khí cầu đã được thu hồi và gửi đến phòng thí nghiệm của FBI ở Quantico để được phân tích kỹ hơn. Đến ngày 10 tháng 2, không quân Mỹ lại bắn rơi một vật thể khác, cũng trên lãnh thổ của Hoa Kỳ, theo lệnh của Tổng thống Mỹ Biden. Sự kiện này đã khiến cho quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Canada với Trung Quốc gia tăng căng thẳng, và Ngoại trưởng Mỹ đã hủy chuyến thăm Trung Quốc sau đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ngày hôm nay, một thiết bị giống máy bay không người lái của Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Ngãi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lòng dân có phải là yếu tố tác động đến việc đổi từ vận mệnh chung thành chia sẻ tương lai hay không?
Vào ngày 14 tháng 12, trên trang blog Trần Văn trên Đài Tiếng Hoa Kỳ có bài viết Người Việt có muốn chia sẻ tương lai với Trung Quốc hay không? Tác giả cho biết lâu nay, lãnh đạo Trung Quốc vẫn luôn đề cập đến chia sẻ vận mệnh chung. Ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, còn lặp đi lặp lại rằng Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ vận mệnh chung là đặc trưng trong quan hệ hai nước. Nhưng tác giả đặt nghi vấn rằng tại sao Việt Nam và Trung Quốc chỉ chia sẻ tương lai mà không chia sẻ vận mệnh nữa. Bài đăng trên blogger Trần Văn. Tác giả đã so sánh rằng tuyên bố chung năm 2022 với tuyên bố chung 2023 thì còn có một số khác biệt đáng chú ý. Đó là phát triển quan hệ giữa các nước cần tuân theo hiến chương của Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Hợp tác cùng thắng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Và điều này không có trong tuyên bố chung năm 2022. Tác giả phát hiện một số điều trong tuyên bố chung 2023 lại mâu thuẫn với một số yếu tố khác chính của tuyên bố này. Chẳng hạn như tại sao đã khẳng định phát triển quan hệ giữa các nước cần tuân theo hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, mà phía Việt Nam lại cho rằng các vấn đề Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc. Chẳng lẽ đưa yếu tố đó vào tuyên bố chung năm 2023 là để đổi lấy phía Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì ổn định xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia và thúc đẩy đoàn kết dân tộc hay sao? Trung Quốc đã và sẽ can dự vào những xung đột giữa chính quyền Việt Nam với cộng đồng thiểu số tại Việt Nam? Câu hỏi cũng được đặt ra. Việt Nam hồ hởi đón làn sóng đầu tư từ Đài Loan. Tương tự, tác giả nhận xét tại sao lần này Việt Nam đột nhiên lớn tiếng minh định rằng công nhận Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, cương quyết phản đối hành động chia rẽ Đài Loan độc lập dưới mọi hình thức, ủng hộ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, không phát triển bất cứ quan hệ cấp nhà nước nào với Đài Loan. Bất kể từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa tới nay, dòng vốn đầu tư từ Đài Loan vào Việt Nam không ngừng gia tăng và ngày càng trở thành quan trọng đối với một nền kinh tế phát triển xã hội tại Việt Nam hiện nay. Đâu phải tự nhiên mà gần đây, Việt Nam liên tục bày tỏ sự hào hứng lẫn hy vọng được hưởng lợi lớn khi dòng vốn đầu tư của Đài Loan đang dịch chuyển từ Trung Quốc sang các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam. Minh định như thế nào vào lúc này, trong bối cảnh như hiện nay là khôn hay dại? Tác giả cũng cho biết, trong 36 thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết, thì 8 thỏa thuận đầu tiên liên quan đến hợp tác tuyên truyền, dịch và xuất bản các sản phẩm kinh điển phối hợp giữa ban nội chính của hai đảng và Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng của hai chính phủ. 28 thỏa thuận còn lại được đặt tên là hợp tác trên các lĩnh vực thực chất, nhưng ngoài thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một con đường với sáng kiến vành đai và con đường giữa hai bên, còn lại chủ yếu là những thỏa thuận nằm trong ghi nhớ, nghĩa là đều là những ký kết chung chung không có giá trị thực tế. Tác giả đề cập đến phát biểu của đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cách đây 2 tháng, bảo rằng một trong những yếu tố mà hai đảng, hai nhà nước sẽ là đẩy mạnh kết nối là lòng dân. Đồng thời, tác giả cũng nhắc lời xiển dương bốn kiên trì của ông Tập trong bài viết đăng trên báo Nhân dân, xem đó như là định hướng mới cho quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc như kiên trì tin cậy lẫn nhau, kiên trì hài hòa lợi ích, kiên trì hữu nghị thân thiết, kiên trì đối xử chân thành. Tác giả bình luận không rõ lòng dân có phải là yếu tố tác động đến việc đổi chia sẻ vận mệnh chung thành cộng đồng chia sẻ tương lai hay không. Và cũng chưa rõ người Việt có chấp nhận kiên trì trong việc chia sẻ tương lai của dân tộc, của xứ sở với Trung Quốc hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trên truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin lòng dân có phải là yếu tố tác động đến việc đổi từ vận mệnh chung thành chia sẻ tương lai hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.